Cuộc sống hiện tại của mẹ và em gái Quang Bi Tuấn Anh sau hơn 5 năm ngày mất của anh. Năm 2013, sự ra đi của nam ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh là cú sốc lớn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Là một ca sĩ trẻ tuổi và thành công trong con đường nghệ thuật, nhưng anh đã về nơi an nghỉ quá sớm. Đã nhiều năm trôi qua sự ra đi của nam ca sĩ, gia đình Quang Bi luôn được cộng đồng mạng quan tâm vì anh chàng còn lại mẹ già và cô em gái nhỏ. Thời gian trôi qua, nỗi đau của những người thân trong gia đình nam ca sĩ quá cố cũng dần nguôi ngoai. Hiện tại, mẹ nam ca sĩ vẫn đang sống tại căn nhà cũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ Quang Bi Tuấn Anh là người luôn bên cạnh anh và giờ đây bà vẫn đang ngày ngày thực hiện những tâm nguyện của cậu con trai đáng thương của mình. Và em gái Quang Bi, từ cô gái nhỏ ngày nào giờ đã có gia đình và đã có một cậu nhóc dễ thương. Sau hơn 5 năm, cuộc sống của gia đình Quang Bi Tuấn Anh bây giờ đã dần đi vào ổn định. Mẹ Quang Bi từng khá bận rộn với công việc của quán ăn sau ngày mất của nam ca sĩ. Phần nào bà cũng khoe khoả nỗi nhớ cậu con trai. Tuy nhiên hiện tại đã không còn kinh doanh quán ăn và hầu như đã lui về chăm sóc cháu. Vào ngày 4 tháng 6, 2017, em gái Quang Bi Tuấn Anh Nguyễn Quỳnh My tổ chức đám cưới với bạn trai tại Hà Nội và hiện tại đã có một cậu nhóc kháu khỉnh.